Kỹ thuật hất phải là một kỹ thuật bóng bàn cơ bản mà người tập bóng bàn cần phải nắm vững và sử dụng thuần thục trong một trận đấu bóng bàn. Ngay sau đây, huấn luyện viên Hoàng Quốc Việt, câu lạc bộ bóng bàn thầy trò thành phố Hưng Yên sẽ hướng dẫn chi tiết kỹ thuật này. Mời quý vị cùng theo dõi. Kỹ thuật nâng cao là hất cổ tay phải trên bàn. Động tác như nào thì thầy sẽ làm để cho các em nhìn và thực hiện theo nhé. Chân và người phải đổ người về trước, trọng tâm phải trùng. Chân trước, chân sau. Chân nếu mà tay trái thì là chân phải cao hơn chân trái. Trọng tâm này, đổ người về phía trước này. Bước chân trái lên cổ tay. Cần khi hất cái cổ tay phải thì mình cần phải ngửa mặt vợt này. Mình hất vào quả bóng. Kết hợp với cánh tay và cổ tay này. Này. Ngửa vợt này, hất này. Ngửa vợt này, hất này. Ngửa vợt này, hất này. Ngửa vợt, hất. Di chuyển này. Di chuyển này. Di chuyển này. Đấy, di chuyển này, nhịp nhàng này. Di chuyển này. Thầy hướng dẫn này, bằng bóng để cho các em nhìn này. Mình có bóng đây này, mình phải ngửa vợt này. Tạo xoáy vào quả bóng này. Đấy, này. Đấy. Nhìn này. Đấy. Linh vào thực hiện hai chân con đứng như động tác trái nhưng con bước chân phải lên nào. Đúng rồi. Rồi cổ tay này. Nó phải ngửa này. Gấp lên này. Gấp lên này. Vào bóng này. Nhịp nhàng nào. Đúng rồi. Nào, ngửa cái cổ tay ra. Đúng rồi, ngửa vọt ra. Chuẩn bị nào, hai chân nào, thực hiện hất lên xem nào, nhanh nhẹn lên, bước chân lên con này, tay này, cổ tay này, cổ tay này, ngửa vợt này, này cổ tay ngửa vợt này, ngửa vợt này, ngửa vợt này. Chân này bước này, cổ tay này, ngửa vợt này, này bước này,
rồi. Đó, bước chân lên, đổ người về trước. Đúng rồi. Rồi. Đúng rồi. Tốt. Đúng rồi, đấy con ngửa tay này, con gấp này. Đấy. Đúng rồi, hất thẳng về phía trước. Đúng rồi. Tốt. Trùng trọng tâm. Rồi, nào đổ người phía trước. Đúng rồi. Đúng rồi, nào, di chuyển. Nào, di chuyển. Mềm mại. Mềm mại cổ tay. Đúng rồi. Đúng rồi. Tốt. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, bước chân lên nào. Phán đoán là bước chân lên. Đúng rồi. Bước chân lên nhanh nhẹn lên nào. Tốt. Rồi. Ngửa vật. Tốt. Bước chân lên, đấy. Đúng rồi.